em là Thanh Thủ. Tôi thì tìm một cái bài thơ tôi sẽ đọc. Biết tên là anh là tên là Hồ, mà Hồ Hồ là Galilei, thành ra tôi nghĩ là họ Hồ nhưng mà đặt tên là Galilei. Mẹ yêu con dù con có xấu, mẹ yêu con dù con ốm đau, mẹ yêu con dù con nóng máu, mẹ yêu con dù mặt con ngọc, mẹ yêu con dù con thư đố, mẹ yêu con dù con á ôn, mẹ yêu con dù tiền phải tốt, mẹ yêu con sáng đến hoàng hôn, mẹ yêu con dù con chẳng lớn, mẹ yêu con dù con bất nhân, mẹ yêu con dù con đã lớn, mẹ yêu con dù con vô ơn, mẹ yêu con gặp sóng gió, khi con gặp sóng gió, mẹ yêu con khi con đói hay no, mẹ yêu dù người đời chẳng ngó, mẹ yêu dù lòng như tơ vọt, mẹ yêu con dù con bất hiếu, mẹ yêu con dù con chẳng yêu, mẹ yêu con dù mẹ túng thiếu, mẹ yêu con dù chẳng nói nhiều, yêu con mẹ yêu vô điều kiện, yêu con bằng tình yêu thiêng liêng, yêu con là mẹ sâu như giếng, yêu con bằng tình Chúa nhân hiện. Tình yêu vô điều kiện, tình yêu vô điều kiện. Unconditional love from your mom. Vô điều kiện là cái chữ là unconditional. Trong cái câu chốt của cái bài thơ đó là yêu con bằng tình Chúa nhân hiện. Chúa yêu nhân loại đến nỗi Ngài đã chết thế cho nhân loại, cho con người, cho chúng ta. Đó là một tình yêu vô điều kiện, một sự hy sinh vô điều kiện. Chúa sáng tạo con người mà muốn chúng ta có sự tương giao với Thượng Đế, hay mình nói cách khác là ông trời, là Đức Chúa Trời. Nhưng vì con người không vâng theo, cho nên chịu sự cám dỗ của ma quỷ, rồi chống lại với Thượng Đế là ông trời. Cho nên Thượng Đế mặc dầu là sự thánh khiết và công chính, thành thử phải trừng phạt những sáng tạo mà Thượng Đế đã tạo ra, thể xác sẽ chết. Nhưng vì cớ Thượng Đế đã sáng tạo con người có thể xác và linh hồn cũng sẽ chết. Như vậy thì Chúa có cách, Đức Chúa Trời Thượng Đế ban cho con người một cái ân điển, và linh hồn mặc dầu trong cái sự phạm tội chống lại Thượng Đế thì cái sự án phạt đó là xa cách với Thượng Đế, là đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời ban ngôi, và vì cớ tình yêu thương vô điều kiện này, Thượng Đế, Đức Chúa Trời ba ngôi và với Đức Cha, Đức Con và Đức Chúa Thánh Linh, và trong Đức Chúa Trời ba ngôi sai xuống Đức Chúa Con và Đức Chúa Giêsu Christ đến để làm người toàn vẹn, là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế trong hình thể của con người toàn vẹn như con người nhưng không phạm tội, sẵn sàng chịu chết, chết để lấy gánh lấy cái nợ hay là cái án phạt của con người. Đó là tình yêu thương vô điều kiện. Và hãy ai tin nhận sự hy sinh này thì sẽ được sự tha thứ. Nói trong luật pháp là ân xá, không chịu án phạt.
Để rồi khi mà mình ở với Chúa trong thể xác này, mặc dầu vì cớ thể xác này sẽ qua đi, nhưng linh hồn sẽ được ở lại và ở cùng với Thượng Đế Đức Chúa Trời ba ngôi đời đời. Và ngày Chúa Đức Chúa Trời sẽ trở lại và sẽ chúng ta sẽ ở cùng với Chúa mãi mãi. Và đây là một cái giải thích tinh thần rất là đơn giản. Just to say to you, those of you who have yet hear the gospel, know this, that your body will die, God created you with a soul, and if you believe in the Lord Jesus Christ and what he did on the cross for you to pay for your debt and the penalty of sins, you will live forever in your soul, even though your body will die. But what you need to do is you need to, in your heart, accept Jesus as your Lord and Savior. Nhưng mà nếu mà muốn chúng ta được sự tha thứ, cái điều kiện rất là đơn giản. Tin. Tin vào cái công việc của Cứu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con đã chết thế để mình không chịu chết đời đời. Và khi chúng ta tin nhận rằng thứ nhất là mình có tội, nếu mà mình vẫn nghĩ mình không có tội thì thật sự mình không thể nào tin vào một đấng khác, một Thượng Đế. Thì thứ nhất là phải biết là mình có tội. You must accept that you are a sinner. You sin. Cái thứ hai là Chúa làm hết rồi, Chúa trả rồi. Thì chúng ta cần không cần tội. Và cái thứ ba là chúng ta hứa sẽ theo Chúa. So the third thing is to accept Jesus Christ and then to follow Jesus. Rất là đúng. Xin chúng ta đọc một vài cái câu mà tôi để ra. Thứ nhất là làm sao mà con người mà không hoàn hảo mà có thể yêu con mình như là không có đủ điều kiện đó. Thì thứ nhất là chúng ta biết là Chúa, thì chúng ta theo gương của Chúa. Cái thứ hai là người mẹ hiền, cũng giống như của Chúa Giê-xu là yêu con người vô điều kiện. Và vì cớ đó Chúa đã chết thành Chúa. Thành thử ra chúng ta đến với Chúa trong sự công nghiệp. Chúng ta đến với Chúa không phải chỉ trong thể xác này nhưng mà trong linh hồn. Bây giờ tôi mời quý cụ với bà Kim đứng lên với tôi để một vài giây để Chúa, Đức Chúa Trời ban ngôi, Đức Thánh Linh làm việc trên tấm lòng của chúng ta. Tại vì trong lý trí nhiều khi khó mà hiểu, nhưng mà trong linh hồn Chúa Thánh Linh sẽ làm. Xin chúng ta cúi đầu kính lại Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu dấu của chúng con. Đức Chúa Trời ba ngôi, trong sự hiện diện của Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, xin Chúa Ngài đụng và va chạm tới lòng của chúng con để linh hồn của chúng con được thay đổi và nhận biết rằng mình phạm tội, có tội và mình cần được sự cứu rỗi của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự hy sinh trong tình yêu thương vô điều kiện của Ngài đã đến và đã chết thế cho tội lỗi của con người và trong đó có chúng con. Xin Chúa Ngài cho chúng con có đức tin để chúng con tin nhận Ngài, chúng con nhận lãnh ơn điển này, những điều mà chúng con không đáng nhận. Để rồi chúng con sẽ có được sự sống đời đời trong linh hồn của chúng con, mặc dầu trong thể xác, vì tội lỗi của con người và thế gian này chúng con sẽ qua đi. Nếu có được thì chúng con sống được 120 tuổi, nhưng mà chúng con biết linh hồn của chúng con sẽ còn được đời đời. Và cái kết quả là ở cùng với Chúa trong thiên đàng. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng con tiếp nhận Ngài và đầu phục Ngài. We pray that you will be the Lord of our lives. We ask for salvation that help us to surrender our life to you. In Jesus' name we pray. Amen. Xin mời quý vị ngồi. Tại sao phải cầu nguyện? Hồi nãy chúng ta mới cầu nguyện. Tại vì thực sự con người đó, Thượng Đế tạo ra mình có cái thể xác này, nhưng mà có linh hồn, và trong cái linh hồn này là chúng ta phải đến với Thượng Đế, vì Đức Chúa Trời ba ngôi là thần linh. Và mình phải cầu nguyện để trở nên giống Chúa nhiều hơn. Tại vì nếu mà chúng ta
cứ tiếp tục sống như cuộc đời của chúng ta đang sống thì chúng ta sống như những người ở trần gian. Cầu nguyện thì rất là đơn giản, là ba cái khía cạnh mà chúng ta đã học tuần trước. Thứ nhất là xưng tụng. That's the word for adoration. So we're going to go through with the acrostic. Xưng tạ. Và ngày hôm nay trong ngày lễ của mẹ, chúng ta tri ân mẹ, nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện cho người. Có nghĩa là supplication. Là khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta bắt đầu trong sự vinh hiển của Chúa là chúng ta xưng tụng, ca ngợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ba ngôi là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa. Rất là quan trọng. Và cái thứ hai là nếu mà chúng ta tạ ơn Chúa thì Chúa sẽ thấy chúng ta tấm lòng và Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta. Cái khởi đầu là được nhận được sự sống đời đời. Và cái diễm phúc mà thứ ba trong sự cầu nguyện đó là chúng ta cầu nguyện cho người. Vì khi mà chúng ta đã được sự tương giao với Thượng Đế trong cái sự dâng hiến cuộc đời của mình nhận là mình có tội, mình không làm được gì. Nếu mà không thì mình sẽ bị án phạt và mình sẽ vào xuống một nơi mà Kinh Thánh có gọi là địa ngục. Nhưng mà khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa cứu chuộc chúng ta, vì cớ án phạt của chúng ta không còn nữa. Chúa đã chết thay và rồi chúng ta sẽ được sự hiện diện của Đức Thánh Linh vào lòng của chúng ta và Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta. Và chúng ta sẽ có dịp để chúng ta cầu nguyện cho những người khác. Và ngày của mẹ, chúng ta tri ân mẹ, cảm ơn Chúa. Đây là một cái cơ hội rất là quý báu. Nhưng mà vượt qua cái sự cầu nguyện cho mẹ, thì tri ân mẹ là chúng ta phải cầu nguyện cho mẹ. Và có thể chúng ta nhìn cái nhìn nôm na là mẹ chúng ta còn sống. Ở đây có ai mẹ mình đã qua đời, mẹ mình đã về với Chúa? Có ai? Chúng ta không còn cầu nguyện nữa, nhưng mà chúng ta nhớ đến những công ơn sanh thành, những công ơn mẹ mình đã chúc phước cho mình. Đồng thời, chúng ta cũng có những người mẹ thuộc linh. Có ai có những người mẹ thuộc linh không phải là máu mũi, nhưng mà họ đến và họ giúp cho chúng ta lớn lên trên đời sống thuộc linh. Và đây cũng là một những người mẹ. Thành thử ra, khi mà chúng ta nhớ đến những người, chúng ta được cái diễn phúc cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện cho những người mẹ. Và không những chỉ những cái bông hồng, những lời ca tụng, nhưng mà nếu mà chúng ta về nhà, chúng ta quỳ gối xuống và chúng ta đến với Đức Chúa Trời ba ngôi Thượng Đế lại Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa Ngài chúc phước cho bà mẹ con và những điều cầu nguyện. So the greatest thing you can do is to pray for your mom. That's how you honor and appreciate her. Xin Chúa cho gì? What do you pray? Trong câu gian đoạn 1 câu 12 là nhưng hãy ai đã tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin nhận Ngài. Là cái điểm đầu tiên khi chúng ta cầu nguyện cho người mẹ mình, nhớ là cầu nguyện về cái linh hồn, cái định mệnh của linh hồn, để người mẹ mình thật sự tiếp nhận Chúa để được tránh cái án phạt này, để nhận cái tình yêu thương của Chúa vô điều kiện, để được sự tha thứ. Và Kinh Thánh nói là khi mà Chúa ban cho thì sẽ trở thành con cái của Chúa. So remember, when you pray for your mom, you pray for their salvation first and foremost. To all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become the children of God. Cái câu Kinh Thánh mà chúng ta làm chuẩn trong đời sống của một người Cơ Đốc hay là một người tin nhận Chúa. The text that for all of us to remember as we are honoring our mother and father, and we are to follow Jesus, is to honor your father and mother as the Lord your God commanded you, that your days may be long and that it may go well with you in the land that the Lord your God give you. That's Deuteronomy. In other words, if you honor your father and mother, you may live long. Là cái phần đầu tiên là linh hồn chúng ta sẽ được sống đời đời và lên cái thiên đàng. Nhưng mà trong cái thể xác tạm bợ này được bao nhiêu năm?
120 năm, nhưng mà có người nếu mà tới hay 120 năm đó thì phải theo lời của Chúa dạy là hãy hiếu kính cha mẹ người. Và đây là một luật mà Chúa đã giao cho dân sự của Chúa. Và nếu mà chúng ta muốn sống lâu hơn nữa, muốn được phước đó, không những là ta được sự chúc phước về đời sống phục linh, nhưng mà chúng ta hiếu kính cha mẹ thì chúng ta sẽ được sống lâu hơn trong đó. Dĩ nhiên không hơn vài 120 chẳng tới không. Đây là để được sống mà. Và chót chỉ ông mà khi chúng ta cầu nguyện, nhớ chúng ta cầu nguyện là chúng ta đến với Chúa, chúng ta xin tội. Thì chúng ta cầu nguyện đến với Chúa để chúng ta xin tạ Chúa, cảm ơn Chúa vì những gì Chúa làm cho. Và điều thứ ba là chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người. Và ngày hôm nay thì chúng ta tri ân mẹ thì chúng ta cầu nguyện cho mẹ. Phải hả? Chúng ta đứng lên. Tôi để một giây, vài giây để cái cuộc của mời cho em tưởng niệm đến người mẹ mình. Dâng lên lời, nếu muốn Chúa được ban phước, lòng của mình hãy tin nhận cái phước lộc của Chúa đã làm cho mình. Rồi đó cầu nguyện cho mình. Xin chị mỗi người đến với người mẹ mình, cầu nguyện cho người mẹ mình. Một lần nữa, chúng con cảm ơn Chúa. Thượng Đế là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời ban ngôi. Ngài ban cho chúng con sự cứu chuộc mà chờ chúng con phạm tội trước mặt Ngài, thì chúng con sẽ sa ngã và theo sự cám dỗ của ma quỷ, chúng con sống một đời sống bất chính. Chúa vẫn yêu thương chúng con, là đến để cứu chúng con, gánh tội lỗi của chúng con. Và Chúa chúng con nhận biết chúng con mình có tội, xin Chúa ngài ân xá những tội này. Để con tin nhận rằng công việc của Chúa làm trong đời sống của mỗi người của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã làm những ngày và ngày sống lại để chúng con có sự sống đời đời trong linh hồn của chúng con. Và chúng con biết vì giới hạn chúng con thể xác, nhưng mà Chúa xin Chúa ngài tiếp tục chúc phước và chúng con chúc phước cầu nguyện cho những người mẹ của chúng con. Xin Chúa ngài cho thêm sức, cho thêm sự nhẫn nại và nhất là mọi phương diện để làm tròn tình yêu thương của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài dùng cơ hội này để giúp cho chúng con thấy rõ tình yêu thương của Chúa đối với chúng con như thế nào. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Dạ, xin mời quý cụ quý bà tiếp tiếp tục. Sau giờ này chúng ta sẽ có nhiều giờ sinh hoạt và phân công. Xin mời ông mục sư Hiền để chúng ta lên để chúng ta cầu nguyện. Và sau đó thì chúng ta sẽ có giờ để chúng ta ngồi xuống, thì chúng ta sẽ lên để trao hoa cho người mẹ. Có ai có câu hỏi thắc mắc về vấn đề niềm tin và cần muốn tiếp nhận Chúa thì xin liên lạc với mục sư Hiền và mục sư Dũng thì chúng ta sẽ hướng dẫn. Tại vì nếu mà lần đầu tiên chưa bao giờ tiếp nhận Chúa, cần phải cầu nguyện thốt lên tiếng để tiếp nhận Chúa trong lòng của mình để Chúa nhận mình làm một. Phải không? Rồi, xin mời mục sư. Không được. Xin kính mời hội thánh.